Mẹ tôi là một người nói dối. Một mình nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ phải làm đủ nghề để có tiền trang trải cho cuộc sống và lo cho tôi. Cực nhọc vô cùng. Mẹ mệt rồi để đấy, lát con làm cho. Mẹ không sao đâu, con cứ lo học cho xong đi, rồi lát vào ăn cơm nhá. Xong xuôi hết rồi. Dạ vâng ạ. Ấy thế mà khi về nhà mẹ vẫn nói dối tôi là mẹ còn khỏe để tranh việc nhà vì muốn tôi chuyên tâm học hành. Mẹ ăn cơm ạ. Dạ, con xin. Chả là lốt này con. Mẹ ăn đi, đừng cứ gắp cho con hoài như vậy. Con ăn đi. Ăn nhiều mới có sức mà học chứ. Đây, ăn miếng thịt nướng này ngon này. Mẹ cũng ăn đi, sao mẹ cứ ăn rau thôi. Mẹ ăn nhiều lắm rồi mà, con ăn đi. Đây, miếng này nạc ngon lắm. Ăn đi con. Dạ vâng ạ, con cảm ơn. Mẹ nói dối. Mẹ đi làm về rồi ạ? Dạ. Sắp Tết rồi, mẹ mua cho con cái áo mới. Con xem có ưng không? Con cảm ơn mẹ. Còn mỗi một cái của con thôi ạ? Sao mẹ không mua? Mẹ chọn mãi nhưng không ưng cái nào. Thôi con vào mặc thử đi xem có vừa không con. Mẹ lại nói dối. Dạ vâng ạ. Mẹ càng nói dối, tôi càng muốn nhanh thoát nghèo để mẹ đỡ khổ. Alo, em nghe ạ. Dạ. Có đơn hàng cầm ship gấp hả chị? Dạ vâng, em đến ngay ạ, chị chờ em một lát ạ. Mẹ ơi, con về rồi. Con về rồi à? Dạ vâng ạ. Con có mua bánh cho mẹ này. Mẹ em thử nhá. Cầm bóc sao? Cái này đắt tiền lắm đấy con nhỉ. Mẹ không cần phải lo đâu. Thôi con, mẹ vừa ăn cơm xong đang còn no lắm. Mà con mải kiếm tiền vừa thôi, còn có sức mà học chứ. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Con tự biết sắp xếp mà. Mẹ ăn đi. Mẹ vừa ăn rồi đang còn no lắm. Con ăn đi. Ăn đi mới có sức mà học nhá. Ăn hết đi con. Mẹ tranh thủ đi ngủ sớm để mai còn bán nốt ve chai nữa con ạ. Mẹ đi nhá. Vâng ạ. Mẹ chẳng bao giờ nói thật hay vòi vĩnh tôi gì cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu ghê gớm. Tôi nhất định phải kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Mục tiêu có được cuộc sống dư giả để mẹ tôi không phải nói dối nữa đã tạo cho tôi một động lực để phấn đấu mỗi ngày. Và giờ tôi đã trở thành nữ chủ tịch của NCT Entertainment. Mẹ ơi, con về rồi. À, con mua nhiều đồ ngon và bổ cho mẹ lắm, mẹ nhớ dùng nhá. Ai chà, nhiều đồ ngon thật đấy. Con vào thay đồ đi, rồi lát hai mẹ con mình cùng ăn nhá. Nhưng mà hôm nay con lại có hẹn với đối tác, không ăn cơm với mẹ được rồi. Con về thay đồ rồi đi luôn đây ạ. Con xin phép mẹ ăn vào phòng. Con về đây ạ. Sao về muộn thế con?
Mặt đỏ thế này, con lại uống à? Có kịp ăn uống gì không? Mẹ không cần phải lo cho con đâu, con ăn no rồi mà. Mẹ này, con mua tặng mẹ cái túi sách. Mẹ xem, nhớ dùng nhá. Con xin phép mẹ con vào phòng, hôm nay gặp đối tác cho nên con uống một chút ạ. Bây giờ, niềm vui của tôi chính là mua quà cho mẹ mỗi ngày. Càng hạnh phúc hơn khi thấy mẹ chịu tiêu tiền mà tôi biếu mẹ. Con đây mẹ. Con sắp về chưa? Con đang bận, một chút nữa con mới về được mẹ ạ. Hôm nay là ngày quan trọng với mẹ, con nhớ thu xếp về sớm nhá. Dạ vâng vâng, con biết rồi. Con chào mẹ. Ngày quan trọng thì con biết. Tôi đã từng trách mẹ, chẳng bao giờ đòi hỏi tôi được cái gì để tôi có thể báo hiếu mẹ. Thế nhưng, đến khi mẹ làm điều đó, thì tôi lại mải mê chạy theo đồng tiền mà vô tình quên đi mẹ. Nhà rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Để rồi, khi trở về, tôi không thấy mẹ đâu. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
lòng dạ dày quá. May mà có cô hàng xóm sang nhà chơi nên tôi vội cho mẹ đi cấp cứu. Thế sao mẹ em không ở bệnh viện để nghỉ ngơi? Mẹ đỡ rồi, bác sĩ bảo về nhà nghỉ ngơi cũng được. Sao mẹ không gọi cho con? Mẹ có gọi cho con mấy cuộc nhưng không thấy con nghe điện thoại. Chắc là con đang bận. Con à, thôi mình về nhà đi con. Về còn ăn sinh nhật bù của con chứ. Ngày sinh nhật của con, ngày đầu tiên con đến với cuộc đời mẹ, là ngày ý nghĩa nhất đối với mẹ mà. Đi con, mình về đi.